hả, nó lớn thì nó lớn vậy luôn, cái đâu có xuống nữa. nhưng Vậy mà hả? nhưng mà nó già thì nó rụng lá, rụng lá Ừ, bớt, rụng lá thì nhất định là rụng lá nhưng rồi. mà nó cũng lâu Nhưng rụng. mà cái thân nó vẫn như vậy luôn là thầy. Năm rồi mới trồng có 1 năm mà Nó có lên, con thấy cũng lên mà. lên, nhưng mà nó lên nhỏ, tại vì mới trồng giống như sen vậy đó, thì về về này nhỏ rồi từ từ nó mới lớn lên. Thế cho ta thì mùa lên nó lớn cao dùng nhiều, thấy không? Thầy làm cái hàng gà đi được rồi đó. Thì thầy như cái hàng nó che chắn cái này đỡ lắm á. Nó mát dữ lắm. Phải không á? Nhưng mà con sợ nó chiếm hết đất của thầy á. Nó nhảy kinh lắm mày. Để không, nó không nhảy ra được nữa, bây giờ kia là nó làm xi măng cái nó nhảy được. Nó nhảy khi là xi măng nó mục, xi măng ngoài nó đâu có mục. Thì cái chỗ nào không có xi măng nó mới nhảy được thôi. Thế ở quê người ta trồng nên làm bờ tre luôn á. Bây giờ mà ông đeo ông trồng cái khí ở đó đó, nhảy tới nhà ta đâu ta không dám trồng ở đó đâu, Yeah. ông đó nó nhảy cho tới nhà luôn á. Nó trồng có thuyết mình nè, Sẽ chơi đi. yêu cầu một nhánh thôi là nhảy hết một làng á. Đấy là kinh lắm hả? Nó nhảy kinh lắm này. Tre nhảy dữ lắm, yêu cầu một nhánh thôi ăn đậu nè, nhưng mà là nó độ khét á, nhưng mà nó ngọt lắm. Tre mà nó giải cả làng vậy đó. Chút thì cũng vậy luôn chứ. À, ở cái trúc mà cây tre cũng vậy, nhưng mà cây tre nó nhảy lâu, thế à? tại vì ta nói bờ tre dậu trúc chứ đâu có là dậu, rồi giống như nó có dây nó đi cà lù. Còn bờ tre thì nó nằm nó tre nó gom lại một cái gốc, cho nên tre trên gốc một trúc quên, nó không có gốc, có gốc nhưng mà cái gốc nó lùn, nó y như cái cây cỏ chỉ vậy đó, là trúc á. Còn tre đó thì nó gom một gốc bự nè, gốc bự đó chừng nào nó già rồi nó mới lên về lâu lắm nó mới lòi ra vậy. Còn cái trúc này không, nó cứ nó luồn 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 nó đi vậy đó. Nhưng mà cái thân tre người ta dùng được nhiều chứ trên trúc người ta không dùng được để nhiều. Trúc đâu là không gì, trúc kia bệnh này kia, tre nó đủ thứ, tre người ta làm kèo làm đủ luôn, thứ rồi ta đưa nó được kia vậy. Mà nó cứng lắm mà thầy. Cái nó bự lắm, nó bự nó kêu là cà kẹt ghê ghê lắm vâng. rồi. Trúc nó mới kêu cho cái trúc lao sao lao sao. Còn thấy người ta vớt, người ta làm cái cột nhà rườm, cái rườm nhà mái nhà được hết đó thầy. Nó cột, nó kinh lắm mà. Cái còn trúc này thì không. Trúc này không đẹp, trúc mà vàng vàng á. Mấy cái gân xanh vàng vàng đẹp lắm, mà thôi được dễ được màu đó. Màu là được rồi. Vì nó là cái nhịp nó trong nó làm, nếu cái cây của nó đó, như ông ba nói hoài đó là nó có nhịp thở á, cái cây non nó mình trong đó nó có cái phổi á, nhịp phổi á tốt lắm. Kệ cũng vui. Nếu mà đây bảo nó chết nó sống luôn như vậy thì nó buổi hè nó cũng mát lắm chứ. Chứ đâu có cần gì đâu. Thầy đâu cần mình làm gì nữa. Dạ, ok. Bây giờ mới trồng cho nên nó lên đủ năm tấm, nó lên khu vực này đầy nữa là xong rồi. Thầy không nhìn ra ngoài đường được nữa. Dạ. Không nhìn ra ngoài đường được nữa. Không nhìn thấy á, dạ. Người ta ngoài nhìn vô không thấy gì nữa. Tại vì bên trong này nó tối. Ừ. Không ăn đi không? Không lâu đổ khét đi. Cái đấy con chưa nghĩ cái trúc này không biết người ta dùng làm gì nữa, con không biết nữa. Chỉ để cho mấy con chim sẻ nó đậu chứ không làm được cái gì hết thầy. Không, đấy là quê làm nhiều lắm. Thầy làm nghĩ làm gì? Mình quê ta làm nhiều lắm, lắm nó quên rồi. Giờ tự nhiên nó quên rồi, không nhớ. Mình quê làm nhiều lộ lắm. Và đưa cái hôm, cái... Đơm á hả? Để đơm hôm đó. Dạ, có thúng đâu cũng được nha. Thúng cái nia rồi trầm bằng trúc nè, chắc hơi bằng tre, ra phải đi ngâm cho nó mọt. Cái này thì tại cái da của nó là bóng rồi nên mấy con cái con ăn ra rồi nó cắn không vô, nó cắn lâu. Con thấy nhà quê này chỉ có dừa là đa dụng nhất. Ừ. Dừa. Thứ nhì là thứ tre, thứ nhì là thứ chuối, thứ ba là thứ tre. Đa dụng cái này. Nó dùng dữ lắm mà. Chứ còn trúc này con chẳng biết nó làm cái gì hết.
chúng ta sẽ mua cái đầu này nó bự hơn chút để nó không có sụp. Có mấy bà tội nghiệp ngày nào mà không đàm luận bà la chứ lắm nha, cái bà thích nghe vậy đó. Bữa nào không có đó, ông đi đâu rồi, ông ba đi đâu rồi mà hỏi dữ lắm. Giảng kinh thì không mấy người nghe mà. Nói tào lao có người nghe. Cái mình chúng sinh. Không có thực tế, đời đạo. Nếu mình nói chân thật, tâm lý, người trí nó thích nghe chân thật, không có thích nghe méo mó hay là nghe mà kiểu như văn qua là ta đã học nhiều rồi, ta có cần nghe nó nữa, thích cái chân thật. Cho nên ông thấy không, hồi đó là sáng tôi giảng đó, đa phần người thương mấy người trí đi đảnh lễ mấy người điên không à, tại vì mấy người điên đó, mấy ông thầy thiền sư người ta đại gọi đại điên đó, thì bữa nay hết giảng tới đại điên rồi, tại qua cái kia rồi nay giảng tới cái gì mà gọi là mấy ông tướng mà đi đảnh lễ mấy ông thầy á, mấy ông tướng nhà đường á, thời đường á chứ vua đường là tận dụng chứ tăng, cho nên mấy ông thầy mà ông vua học là mấy ông tướng đi học hết á, ngon như học. Cho nên tôi mới nói hồi xưa mấy ông tướng đi tới đảnh lễ mấy ông thầy học đạo chứ đâu có ông nào tới để nhờ mấy ông thầy cầu ai cầu siêu hay là nhờ để mà con ngài hay là làm phước đâu. Gặp mấy ông thầy á, nó sống đời sống nó chân thật nữa, không phải vì mi có cái danh mi lại đây tao phải nể ngươi, tới đạo là người học đạo, tới đây là người phải đứng phân tay học đạo. Còn mình ngày nay á, như cái người nào mà có cái uy tín theo, có cái chức lớn rồi ha, mà đón thì để chiếu đó. Nói Việt Nam mà nói ra đụng chạm cái ngày hoạt đảng á, mấy ông lớn tới chúc mừng mấy ông hòa thượng á, đi vào tiền không hậu ổng á, ta tới từng đoàn vậy chứ còn mắt ta đứng ta chờ đợi mấy tiếng đồng hồ á, trong khi nghe ông tướng đó là hòa thượng mới ra ngoài cổng nắm tay vô đâu á. Hồi xưa các gì quốc sư xưa không có gì đâu nha, là phải vô tới đỉnh lễ đàng hoàng. Thầy mình là quốc sư mà, thầy có vua mà, tăng can mà. Thầy nói là ai có tướng có tá cái là cung đón. Cái hành ra mình ngày nay nó khác xưa rồi vậy. Ngày xưa mấy người có trí thì nào tới học mấy ông thầy hòa thượng đảo đó nè, ông khoan đó nè, vậy mà người ta ngộ đạo. Mình ngày nay có nhiều người cúng mấy cái tượng nên bỏ hay sang á, bỏ cho rong riêu chơi chứ. Ông thầy ông pháp nói trời ơi cô này có công đức lắm, lấy chồng Mỹ, nhờ lấy chồng Mỹ chết đem cúng mấy chục ngàn cho thầy làm tượng được công đức lớn lắm, là coi như là mấy bà anh nở lỗ mũi báo phình lắm hái rồi. Thầy nói đâu là nghe rét à. Thế là tôi cắt cỏ đó, vừa đem cái kiến á, nó phang vô đây nè, nó phang vô hai bên mắt mà nó nhọt mấy bữa nay á. Mình nên nó khổ, tôi suy nghĩ biết làm tượng ra nhiều rồi nữa để đâu ta. Tôi suy nghĩ hoài rồi nữa rồi, rồi tội á, là giàu được cái tượng nó mất cái hồn. Nhưng mà rồi cho 50 năm sau thôi, Mỹ nó biết nó đem dục đâu nữa. Không nói Mỹ đem dục đâu nữa, bởi vì quá trời. Mà bây giờ có những cái chùa nhỏ, mà cứ thúm nhau đập tượng để đầy lên trên vậy đó rồi. Nói đâu được, mà tin vậy mà, cái lòng tin ta lớn quá mà. Mấy thầy cứ nói làm tượng có phước cho nên làm mấy tượng 30, đã cúng tượng 30 mấy thầy làm cho 7-8 ngàn tượng thôi, còn hành hẹ tiêu mắm muối bột ngọt bột niêm đồ thì nó được 30, chứ bị không tính hành hẹ tiêu mắm muối thì đâu
nó cái tường cái chừng 7-8 ngàn, này có lời quá rồi không làm cho được. Và hết tội thấy thương cho Phật tử vì mê tiếng khen mà khổ vậy đó. Năm ngoài Diệu Liên tới bánh mì tôi nằm đây nấu hai tự động mở cửa theo vô làm tới trường cô ra đến cô kêu tôi bên đây nè qua ngồi vô ớt rồi anh á qua vô được hơn 100 cái ớt rồi. Nó cái loại cây đó phải trồng vậy đó, phải vô chậu nhỏ rồi chờ cho nó bén rễ rồi đó mới đào một hố nó xuống nó mới tốt. Chứ đi bứng lên là bứng xuống, bứng lên là bứng xuống vậy đó. Chứ tính là người ta lớn lớn chút rồi cho xuống đất luôn mình không được. Nó thứ nhất á là đất nó chai, mấy con quỷ nó dụ mình nó báo đất á, đất đó là nó cây trồng nó không lớn, là khi mà tưới nó lên gần giống xi măng vậy đó, kinh vậy. Nó lắp lại luôn, nó không có chỗ nước rút. Rồi bây giờ 2-3 bữa đó đằng này phải đi lấy cái len đó xăm nước mới rút. Rồi cái đất đó là hành đó là đất trồng trong chậu mà chứ nó phải đất trồng ngoài. Nó làm trần thân họ không biết mua đây là 50 bao phân rồi đó, người ta có thấm gì đâu, bởi vì không trộn nó là nó vậy đó. Sao trồng mới vô chậu, vô chậu nhỏ chờ từ đầu nó ra rễ mới mới trồng mới đào khố nó mới bỏ rác của người kia vô trồng. Rồi bây giờ mình làm cho nó ngay hàng thẳng lối thì năm tới đó cái ớt á, ví dụ như thế nào mình hái nó còn sót lại trái hai trái nó rớt xuống năm tới chỗ đó tôi biết chỗ đó là tự động tôi trà tôi không cần gì hết. Quế rồi cũng vậy đó, trên đây bởi vì mình làm gì nó thành khoản mình rút kinh nghiệm mấy cái rau này nè, thấy không? Nó rớt xuống nó lên người ta chịu khó tốn gì đi. Ví dụ rau tía tô thì nó một chậu một bồn tía tô nó riêng rau nó bây giờ rút kinh nghiệm còn gai, bây giờ nó lẻ ra quá trời nói quá nhưng mà không phải là nó nhiều, nhưng mà ý là thay vì mình cần vài bụi thôi nhưng mà giờ trồng mấy chục bụi rồi cái đó bán được lắm. Bởi vì khi cái lá nó còn quá nhỏ nó không thơm mà mình tưởng đâu nó là cái cỏ gì nên mình nhổ hết trơn à, tại vì tưởng nó cỏ dại ai ngờ không phải, cho tới chờ nó khi nó ra lá đó cái cò gai nó ngộ lắm. Cái hộp nó xong nó ra lá đó thì cái lá đó nó tròn tròn nè ha, rồi tới thì nó bự đó, thì cái lá nó mới dài ra nó tròn thì mình tưởng đâu cái rau cỏ dài để mình nhổ hết. Sao mai ủa sao xung quanh cái gốc cây này mà sao cỏ dại nó leo kia quanh gốc cây, rồi mới để thử coi thì biết nó mới rồi nó từ từ nó lớn chúng nó mới thơm, nó thơm mới bứng cái gốc cũ năm rồi đó, nó mới đẻ ra 3-4 cây bự luôn, thì 3-4 cây bự đó mới trồng ra 3-4 cái chậu bự. Năm tới tụi nó ra nữa, thấy không? Giờ mình muốn năm tới nó đầy đủ thì năm nay mình phải gây cái nhân, quan trọng có cái nhân mình trồng. Có gì đau đắng tôi không? Giờ không bao giờ bắt gốc, cần cua cũng vậy nữa. Ông đợi cái hồi nó lên khung cái chậu cái tưới gần chết nó không lên, yêu cầu mưa dài đáo thôi, giờ nó lên đầy xanh đẹp, nhưng mà nó lên xanh như riêu rồi đó, nó lên đầy rạch cái chậu luôn đó. Cái cắt cỏ đó làm biến hay gì mình vô lấy cái kiến đeo không đeo á nó văng đá vô mắt không biết văng của đau lắm nhưng không sao, thế nên nó còn bụi trong này nè. Để có thuốc nào mắt không? Có mà mấy chai nào còn đá chai nào hết đá nữa, không có thời gian mà coi mấy cái đó nữa. Chứ hồi sáng á nó nhức cái chân quá đi, nó nhức chân là tại hồi tối ngủ ngon kỳ vậy, ngủ ngon này nhất là sao thầy nói gì nó không có make sense thế nào hết á, chứ là tại sao đây ngủ ngon được con tưởng là sáng dậy khỏe lắm nhá. Vậy phải chứ mà nó máu nó chạy không có đều cái chân nó nhỏ mà mình nằm vậy nào mình nằm nghiêng đè lên nó đè lên đè lên nhất cái bàn chân quá mà đi kiếm thuốc nhất mà nó thiệt quá trời thuốc mà biết ở đâu, thôi bực mình quá đi kiếm một lum mất công thôi lấy dầu cô là so lại vô rồi nó cũng hết. Cái chứ giờ cái mỗi lần bệnh mỗi lần đi kiếm thuốc mà nó thì có mỗi hồi thuốc Tylenol thầy biết chứ, Tylenol mà nó ít uống nó chừng nào cảm mới uống, biết mình uống nó cũng được, nhưng mà
nó không phải là chuyên nghiệp trị nhất, cho nên nhất cái để dành cho xuất chính. Mà không sao, cái hồi nó hết. Nó hết. Là tại vì ngày hôm qua làm nó tới tối ráng vô mấy cây, tới trời mưa rồi mới vô nghỉ đó chứ. Ráng làm được chắc năm nay. Nhưng mà tính là cũng khoảng 200 cái ớt cái năm rồi. Nhưng mà nó còn nữa. Vì... chỗ nào nữa? 200 cây này nhiều lắm rồi chứ, thầy còn chỗ nào mà để nữa? Thầy còn đất nữa hả? Thì nhét tùm lum rồi, nhét cái năm rồi đó. Nhét anh đang chất, năm ngoái thầy nhét đây nhiều nhất anh chất. Năm nay không, năm nay là không đây. Năm nay là tao đi ngang là tao xin hoài, không phải mình hạ tiện. Xin nó bực mình. Nó bực mình là người ta xin. Không biết thì ta không lẽ mình ra mình hái. Nó nói tiếng bể mình đâu có nghe. Rồi cái chơi khi nó bẻ nhánh vậy đó, là mình đang có trồng ớt trước rồi nó trồng bế không à. Ớt trồng ở làng nào đó. Bây giờ làng nào mình phá lại rồi. Ồ thầy cũng phá được á. Thầy ơi kín cổng cao tư rồi. Ớt rồi. Ớt nước gà đựng trồng ớt. Một lọ thấy mình thật xinh. Họ lấy mình cái họ lén lén họ xuống dịch vài tá bỏ túi đi đó. Họ lấy cả cành cả cây luôn đi. Thầy cũng biết không? Bữa thứ hai họ xin cây nữa, xin cây nữa đâu. Đi rồi. Trời ơi này ơi. Nên người ta nói nghèo cũng khổ. Mà giàu cũng khổ. Ta có nói đây. Mà người ta bảo giàu còn khổ hơn là nghèo nữa. Còn nói này nghe. Giàu nó lo đủ thứ chuyện. Ăn đậu chứ. Trồng rau, họ không biết đâu gì, họ không có xin. Chứ ớt là nhất thì nó biết. Có bảo đảm, dưa leo. Mà dưa leo nó cũng biết. Dưa leo thì mới thấy nhỏ. Nó cứ nó đi ngang nó dò mà nó ý nó muốn xin mà mình. Ý nó muốn xin mà đâu dám cho. Mình ăn cái mũ nó đọc rồi nó cái gì má gia đình nó thương mình đâu. Thôi, không trồng dưa leo, nó trồng kia. Nên người ta bảo trong đọc nó nói là tử vi phải có trí huệ. Nên trước là trà bông hồng là vậy đó, gai không nó đâu có trèo vô. Trà bông hồng nó mà sao người ta bảo bông hồng không cúng Phật được rồi này, có cúng được này. Người nói người qua đẹp mà có gai là quan niệm thôi chứ. Phật có quan miệng cái gì đâu. Thì vậy mà sao ấy, nói bà cái này. Nói chú già, không có cúng Phật là tại quan niệm dân gian, cái thằng bài ra vậy thôi đó. Con thấy càng đẹp chứ sao nên cúng Phật hoa đẹp quá chứ. Chỉ một người Bắc cúng chú già, người ta không cúng chú già. Thì đâu con hiểu là như vậy, nhưng mà đâu cần mình nghĩ không mà đâu, mình đặt chắc không rồi chứ. Đặt ra không hả? Chứ ai đặt ra đâu mà kỳ cục quá. Chú tiêu nữa, không có chú tiêu đó, tiêu tới đường. Đến hồi trồng trúc này mấy bà nó đựng trồng, thanh mai trúc mã. Trồng một cái chuối nó đựng trồng cái chuối luôn à, từ hồi tôi trồng chuối tới giờ tôi lên không cái chuối đâu, chuối. Kỳ đâu còn có nghĩa là còn mình tính ra không ấy chứ. Con mua hoa hồng về đó người ta la con quá chừng chừng. Nếu mà ta đi cúng Phật để đi cúng bông hồng. Nó ra là quá đẹp rồi, quá có gai đó mà. Chứ ôi mà nó thấy gian quan niệm cứ gì. Rồi tự mình đặt cái quan niệm đó là tự mình cuộc lấy mình vậy thôi. Kỳ cục quá chừng chừng. Bông hồng có thể chỉ tại vì nó tạo đẹp. Nó cắt vô cúng rồi nó mất đẹp đi. Chứ thật ra chứ qua tôi sẽ nghe mình trồng có bông mình cúng Phật chứ thôi mình đâu phải để cho mình. Nó cắt cho cúng tổ hay đẹp không? Đẹp quá chừng chừng ấy, con thấy sẵn cái gì đấy. Mà thì nó bảo con anh đi chùa mà anh không biết vậy. Mà cũng nói là đi chùa, có chùa nào dạy gì đâu. Thì vậy không có chùa nào dạy mà kỳ với là hoa thì đẹp thì mình cúng chứ. Cái lòng thành lên chứ mà ly nước lạnh cũng được chứ đừng có nói cho hoa. Mà sao lại đẹp mà mày bảo cái đó là cho tình nhân thôi.